chuẩn bị bắt ong nha bà con. Đây dao hả? Quay YouTube nữa hả? Quay YouTube chứ. Mẹ lên đốc kết ra, lên đốc kết lên YouTube. Lấy đứng vừa lấy hả? Đứng xa ra. Còn không lấy bữa lấy ra gì? Bữa lấy nhèn. Có chanh ở trong, có chanh ở trong á. Đây này, Dũng Sĩ đi bắt ong nha bà con. Mình không biết là mình sẽ núp từ đâu thôi, nhưng mà cứ quay cái đã. Xa mọi người, hôm nay bắt cái tổ ong khoái bự chà bái ở dãy nhà mình luôn. Quay cho mọi người cùng xem luôn. Nó mà nó dí thì mình chạy ra. Thấy không? Dí đứng im mới chạy mì. À, mọi người thấy bự chà bái rửa chưa? Ông này ông khoái nè, chứ không phải ông ruồi đâu. Gì vậy? Hả? Có kìm không? Đó. Lấy kìm mới lẹ lẹ. Đấy. À, sai sai à. Đấy, tổ bự chưa? Đấy, nó đóng dập cho thành tổ rồi. Thì nó cho siêu nhân nó đây này, mình quay cho mọi người nha. Thấy thành tổ anh em nó bắt. Đấy, siêu nhân nó đang đứng này, mình đang đứng ở xa lắm. Mình đang đứng ở đây, mình quay cho cả nhà xem. Đó. Tổ ong này cả nhà. Đấy, nó đang giao về nè, thằng em đang giao về nó nha cả nhà. Nếu mà nó dí là mình chạy. Con nào có chưa? Có mặt chưa bơm? Hả? Có mặt đâu? Chưa ấy mà, chưa có ấy sao biết được. Lần đầu tiên xem trực tiếp bắt ong nha bà con. Chạy chạy mọi người ơi. Đây trên đầu là phải đây đầu này là này phải dí game đi. Mình làm gì nó đâu. Đấy. Trời, đang rất là nguy hiểm mọi người ơi. Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi, tay à? Có mặt chưa? Mặt to mà. Mọi người ơi, nó dí. Đây à? Đây, đây, đây. Đây, đây, thấy bộ bự. Quá trời mai rồi. Mới lên cục bự á, mọi người thấy cái cục mà trắng trắng không? Đấy. Chị nhìn gao. Hả? Mặt trắng phôi đẹp lắm này, mà có điện thoại chụp đi tài luôn. Tài tài đi ra đưa. Không, anh quay thấy rồi. Điện thoại anh zoom 15x mà. Này, bắt thêm một lần nữa không? Thì ấy mà thôi, đừng nghe con. Một trắng toá này mọi người. Để thấy không? Nè, mình zoom sát cho mọi người xem nè. Đấy, mọi người thấy không? Nó bay này. Đó. Má, cẩn thận mọi ơi. Zoom sát cho mọi người xem luôn.
Cái đó phải cắt nó. Cắt mất cắt rồi à. Để sáp luôn mà. Thì có phải lấy cái đấy chứ. Ông nó ghi mày đấy để cho ông với mẹ. Thường ta coi ở trên YouTube của tụi nó hay làm vậy. Nó mà bắt được 3 lần đâu mà. Rồi mới lần thứ 2 à. Lần nữa. Có nửa hổ sao nó ở ra. Mẹ đỡ bộ mẹ gì. Ông rồi. Rớt dưới rồi. Không kể giờ rớt cái đấy cũng sao đâu mà. Thì nó phải kéo vậy chứ. Siêu nhân đang bắt ong cả nhà ơi. Mẹ tự rớt mẹ cái khó dưới rồi. Rồi xong. Hết việc. Ui bộ khổ lắm mẹ. Ba ổ này phải 3 bún lít rồi. 3 bún lít luôn rồi. Nhớ bà. Mẹ đắp như vậy nó bỏ mẹ mất luôn à. Không, người ta mới cắt vậy mà. Cắt vậy mà. Ủa bạn bắt được nguyên cả con luôn à. Thì nó vắt ra cái. Nó không chết được chứ sợ gì. Nó sợ đít nó. Mãi nó phải rút vào được. Đấy mọi người không. Anh em nó đã hoàn thành rồi đó. Đang chuẩn bị xuống rồi này. Này cái ổ ong này. Ổ ong khoái ngay nhà luôn. Giờ đầu tiên thấy luôn á. Lần đầu tiên thấy ổ ong khoái ở đây. Mấy ổ ong khoái 7-8 lít luôn, bình thường. Có đã ụp cả ổ nó mang về ngâm rượu luôn. Thôi để vậy đi cho ong nó còn sống mọi người. Qua năm nó còn có, nó không có ở mình thì nó có ở nơi khác. Không diệt chủng. Mẹ có muốn mẹ. Đấy, nghe nó xuống rồi đấy. Đấy, ông ấy bị đau. Đấy. Nó ký tỏi trên 3 lít luôn. Mà đã xong. Chẳng môi bít tỏi luôn nữa luôn. Đây, coi thành quả đây. Đó, nhấc lên tí. Lạch. Đấy, ôi, bao đẹp luôn. Cầm này, cầm thử ra. Nè, bao đẹp luôn nè mọi người. Đâm trúng gì xì á. Tổ này mà xài hoài biết khi nào hết. Lấy cái thau. Nó giọt giọt đây. Một tổ ong. Thua gì thợ rừng đâu. Đây là thợ rừng bầu cạn. Thợ rừng bầu cạn bắt ong. Nếu mà còn thêm thì còn lấy được lật nữa, tầm 1 lít nữa. Mấy hà là 4 lít đấy hả? Đây, tầm... Ngay cần mấy ký? 6 ký. 6 ký cho trừ mấy cái tung. Cái này không có 6 ký á. Mấy lần là giỏi 6 ký, cái này cần cận thì là 5 ký mấy. Bê lên là thử biết liền. Ông mà anh cứ sợ không. Chả ba ngọt luôn. Mẹ chút chỗ. Anh chi ra đó đi trên không lát rồi ông Tài cũng đạp vô é luôn. Anh vui rồi nó ngọt. Má tao bệnh tổ tay vô rồi bỏ vô đấy. Thấy không? Có tay sạch bốc lên gọt luôn đi. Ờ anh nhớ được đây. Úi dồi nó ngọt thêm. Ý đổ ra vô, đổ ra thấu vô. Để trong bịch mắt nó dễ không. Ngọt quá ngọt. Coi đi Thầm ơi có cá lóc không ấy Thầm bỏ vô mà. Nước lọc 5 lít mà không biết trời. Lọc ra bình gì? Cái gì có tay đâu. Thôi khỏi đi bé. Khỏi. Để mai con vô con thăm được. Rồi xong rồi đó. Ok. Boy. Này bắt tay tôi đi. Bị bút em đi. Thử quá thiệt. Ngọt lắm con. Ngọt mà không nè giống nhớ. Quá tôi vô nó ăn một lần. Quá nhiều mật luôn rồi nè. Đã. Thế đúng là chuẩn rừng luôn.
Bữa giờ mưa mà ông mà nó lấy mặt được nhiều vậy, chỗ này phấn hoa. À, ông rồng chín lắm. Không được để cho lại. Đang nói vậy mà. Trêu. Má. Thằng đang ông đang tin trên đang cà khịa. Này 3 lít thật chứ nhỉ. Hơn. Tí lấy gì để này này, cho tụ cho vào bỏ ra ngoài, vặt ra một bên, bỏ ra cái rồi, thôi, cho vào trong bình rượu, để cho vào nồi. Quá hấp dẫn, đây mới gọi là chín gốc này, không bao giờ sợ gian giận. Con tay nó bóp được thôi, mày đứng sau con. Ông tập bộ không kịp. Mật này, vàng yểm mật này ngó vàng. Chắc ngon hơn ngon không quá. Không nha. Không cái coi. Có đi sinh nhật bác Hà ăn hai không? Này con ông này. Mấy con à, em thấy mấy con mấy rồi. Hai con rồi. Đây là con đó nè. Một con nữa. Ông biết ăn mút. Chết mẹ. Cái gì vậy? Nè Vi, à tí. Này nó chiếu trên YouTube trên đó mà những cái việc ăn bắt ong những cái tổ mình. Con coi trên cân thợ rừng hả, nó bắt những ổ chục ký mẹ nó đó. Trên vách đá đó lấy cuốt rồi. Bắt mấy lần được tả luôn. Bán có giá trị lắm chứ. 800 ngàn ít chứ đâu phải được. Ba nồi ơi. Ba nồi con nữa kìa. Ừ, con được xin dòng nữa. Hai con ông kìa. Chết trời, chết. Có bữa mới đi đâu rồi, gặp mấy ông mà nó khỏe lắm. Con nuôi mà. Này, bây giờ đi hết rồi. Quá hấp dẫn bà con ơi. Ai cần liên hệ Ngọc Dung. 800k một ít. Cái tôi ba thủ ấy, muốn cái tôi ba thủ. Mày. Tưởng qua này chắc. Mày nhớ câu đấy lắm rồi. Nhớ câu đấy lắm rồi. Cắt đôi bo xù, em ơi cắt đôi bo xù. Dạ con, ba đang làm mà. Ba có ông mực ông nữa rồi, mực ông đâu. Này để xài. Tốt cho sức khỏe, sáng ai mà siêng dậy uống một đi. Mày công về một lưỡi về. Em gì chê? Mật ong chứ gì đâu, uống được hết đấy. Cho lên được. Thích cho thích. Cắt đôi bà nổi xù. Em bơ vơ cắt đôi bó xù. Rồi, hấp dẫn lắm mọi người. Nhiều nha rồi. Ong này khỏi phải sợ nha. Không phải chín gốc hay gì mà bắt tại nhà hay nhà lại đi mút lê đi má nó ngọt em muốn nó bắt tổ chắc bảo nó để mình bỏ vô cái hũ mình ngâm nếu mà nó bắt đầu vào ngâm đây cho đẹp lấy cái kéo không chút đầu kia cũng được đi thôi đừng chút cái đầu kia nó dễ thôi lấy cái kéo lấy ôi giàu mặt lắm. Nó hút ăn luôn đấy luôn. Ui trời ơi nó nhiều. Ôi giời ơi. Chưa bao giờ từ ngày cha sinh mẹ đẻ từ ngày lớn lên. Bây giờ được ngày đúng không? Được rồi. Được rồi nhiều người ta. Mấy rồi đấy. Ngoài này là 5 lít. Nhiều ơi nhiều ơi. Nhiều ơi. 5 lít. 3 lít tầm 3 lít. 3 lít. Này mày bảo 3 lít mày nói sao mày mẹ. Bây giờ lo đâm ở đây biết rồi. Phải nói gì. Cho bịch này vô trong bình rượu này. Mày nghĩ sao đây 3 lít các bạn. Em vô gì cho vô trong thùng nồi rượu á, nồi cái thùng rượu xong rồi cho ngoắn lên cho tan. Ba cái này ai chơi vậy? Ai. Hướng dẫn cho bà con xem hay nếu ai đăng ký kênh ủng hộ. Ở đâu ba? Mật ong rừng nguyên chất. Của cân tài táo với ốc. Cái tay này hả? Nó thôi, đang chặn bây giờ. Đấy, đang bỏ vô hũ. Ăn dừng nguyên chất. Mở này nha. Cái này chả hết được. Mở này nữa nha. Còn đồ hũ nữa, có không có mật.
ba cái nắp cái này nữa này. À, không lấy hũ to này thôi. Không, cái này đóng nắp ngoài mà vớt mà hũ ra ngoài bạn. Trời mật đúng rồi, mật ong đúng cái to như thế này. Thế anh vô lấy em đi ở ngay đội này được mà. Được. Đi rửa tay đi. Bỏ hết luôn nha, bỏ hết luôn. Thôi. Có một cái hũ bé bé anh ở ở trong tủ á. Ô chỗ mình hay ấy á, lấy cho em. Đây, một đồ ong bọc ni lông, lấy thùng. Một đồ ong được ba cái bình. Quay cái này lại. Này một cái bình này. Đóng lại. Bình này mình mang về tiệm vì nó xin cái này. Cho... Xin này này. À thì cho nó cái này. Mình mang về tiệm mình uống chữa bệnh. Nhiều quá. Đấy, đã ong cả nhà.